Bố bỉm sữa review đã trở lại và ăn hại gấp đôi đây. Chả là tôi vừa xem xong bộ phim Bad Boy phần 4 ngoài rạp thấy hay quá nên phải chia sẻ với mọi người ngay và luôn. Đây có thể nói là bộ phim rất đáng xem trong năm nay. Vào việc luôn nhé. Trên đường phố phồn hoa của Miami, một chiếc Porsche 911 Turbo đang phóng như ăn cướp. Trên xe là hai nam chính của chúng ta, chú hề Marcus đang than thở với Mai rằng làm ơn đi chậm lại một chút. Tạt qua cửa hàng nào đó để mua chai nước uống chứ tôi sắp nôn ra xe luôn đây rồi. Mai thì đang vội phóng cho kịp giờ làm lễ cưới của mình, nhưng vì chiều thằng bạn nên cũng đành phải đồng ý. Tôi cho cậu đúng 90 giây, nhanh cái chân lên đừng lề mề. Marcus tác phong nhanh nhẹn, vào cửa hàng tạp hóa mua một chai nước. Lúc ra thanh toán thì thấy xúc xích nướng ngon quá thế nên làm luôn một cái full topping. Đang thưởng thức thì ai ngờ một khứa cầm súng xuất hiện, uy hiếp ông chủ tiệm. Khổ thân thằng bé, đi cướp mà không xem ngày hay sao ấy. Còn chưa kịp làm ăn gì được thì đã bị Mai xuất hiện mà bắn cho phát vào chân. Khống chế được rồi sao còn bắn vào chân nó chi vậy bạn hiền. Sau đó thì may mắn anh cũng đã đến kịp lễ cưới. Cha xứ tuyên bố giờ đây hai con là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu. Bữa tiệc sau đó diễn ra rất ấm cúng, cả cô nàng người yêu cũ Rita của anh cũng đến chúc mừng. Nhân tiện cũng giới thiệu người yêu mới của mình, anh ấy là thị trưởng của thành phố. Nhân dịp đám cưới thằng bạn chí cốt, chú hề Marcus cũng mạnh dạn lên phát biểu một tràng rất cảm động. Mai cũng để bức di ảnh của người sếp cũ là đại úy Howard ở đây như một cách để tri ân. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy được nam chính của chúng ta tôn trọng ông ấy như thế nào. Sau đó thì DJ lên nhạc, tất cả mọi người nhảy múa tưng bừng. Marcus cũng quẩy nhiệt tình như chưa bao giờ được quẩy. Nhưng vì sung quá nên bất chợt anh bị lên cơn đau tim, cứ thế mà gục xuống sàn. Mọi người xung quanh thấy vậy thì cuống hết cả lên, vội vàng mà gọi cấp cứu. Trong giây phút thập tử nhất sinh đó, Marcus như một thằng phê đá, thấu hiểu hết hồng trần. Anh ta còn gặp lại người sếp cũ của mình, đại úy Howard. Ông ấy mỉm cười và nói với anh rằng giờ chưa phải lúc để chết được đâu. Thế là Marcus tỉnh dậy thật. Sau khi từ ngưỡng tử trở về, anh ta như trở thành một người khác. Yêu đời hơn, tưng tửng hơn trước nhiều. Còn chạy lên sân thượng đứng hóng gió. Mai thấy thế thì hốt cả hên, cứ tưởng rằng cú đau tim vừa nãy đã làm chập IC trong đầu của thằng bạn mình rồi. Tôi đã sợ hãi cả đời rồi Mai ạ, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian. Cuộc đời thật vô thường, cứ sống một cách tự do thoải mái đi nào. Mai nhìn Marcus thì có vẻ hơi ngờ ngợ, nhưng mà thôi, vẫn sống là tốt lắm rồi. Bên đây, một lão đầu bạc tên James đến tìm ông trùm buôn Mai Thúy, yêu cầu chuyển một khoản tiền bẩn vào tài khoản của đại úy Howard. Khi ông trùm tỏ ý không muốn làm, thì tay sai của lão đầu bạc lập tức tiễn vệ sĩ của ông trùm về nơi chín suối. Thế nên không còn cách nào khác đành phải thực hiện yêu cầu của đối phương. Nhưng khi xong xuôi, ông trùm cũng không thoát khỏi kiếp nạn, bị lão đầu bạc cho về nơi chín suối. Sáng hôm sau, Marcus được ra viện và trở về nhà. Khỏi phải nói, cả gia đình rất vui mừng khi anh vẫn mạnh khỏe. Thế nhưng điều làm Marcus không vui là vợ đã vứt hết đống bim bim với đồ ăn vặt của anh ta đi. Bởi vì bác sĩ đã dặn là nên ăn uống heo thì một chút nếu không muốn bị lên cơn đau tim một lần nữa. Điều này đúng là một cực hình với người ham ăn vặt như Marcus, đến mức anh phải gạ thằng bạn thân của mình. Tôi sẽ cho cậu $1,000 nếu như cậu mua cho tôi một ít kẹo sô-cô-la với bim bim. Thôi nào bạn hiền, nhìn tôi có vẻ đang thiếu tiền không? Tất cả điều này là vì sức khỏe của cậu thôi. Mai trở về nhà với vợ của mình, nhưng ngay cả trong giấc mơ, việc thằng con trai riêng của mình đã sát hại đại úy Howard vẫn luôn ám ảnh anh. Ai chưa biết thì tìm xem lại ở phần phim trước nhé. Một vài tháng sau, lúc đang tập thể dục thì Mai xem được tin tức trên điện thoại, nói rằng có cáo buộc đại úy Howard lúc còn sống đã nhận hối lộ của tổ chức buôn ma túy. Như sét đánh ngang tai, Mai và Marcus lập tức đến sở cảnh sát để xem thực hư thế nào. Rita nói bên tổ điều tra đã nhận được bằng chứng rằng có một khoản tiền bẩn được chuyển vào tài khoản cá nhân của đại úy Howard. Mặc dù ông ấy đã qua đời, nhưng đây là chuyện quan trọng nên đang được gấp rút điều tra. Mai rất phẫn nộ khi sếp cũ của mình bị cáo buộc tham nhũng. Hơn ai hết, anh hiểu rõ rằng đại úy Howard một đời liêm khiết, không thể nào có chuyện hoang đường này được. Chắc chắn là có đứa nào ghen ăn tức ở nên hãm hại ông ấy thôi. Các người đừng nghĩ ông ấy đã qua đời rồi mà thích đổ lỗi gì cũng được. Đúng lúc này thì Judy, con gái của đại úy Howard mở cửa bước vào. Cô ấy cũng thuộc lực lượng cảnh sát, muốn đến đây để yêu cầu tổ điều tra công khai nguồn gốc của những lời cáo buộc. Từ sau cái chết của bố mình, Judy vẫn luôn không ưa Mai. Bố tôi chắc chắn vẫn còn sống nếu như thằng con của anh không sát hại ông ấy. Nếu tôi bắt gặp hắn ta bên ngoài, thề có chúa tôi sẽ không ngần ngại mà nổ súng đâu. Vì Mai và Marcus đều là người thân thiết với đại úy Howard, thế nên vụ án này không được giao cho họ điều tra. Thế là cả hai quyết định tự tìm manh mối, bằng mọi giá phải trả lại công bằng cho đại úy Howard. Họ lên đường đi đến nhà tù nơi con trai của Mai đang bị giam giữ. Anh chàng này tên là Armando, là con trai của Mai với bà trùm băng đảng đã bị tiêu diệt ở phần phim trước. Armando nói rằng lý do đại úy Howard không hề có liên quan gì đến băng nhóm ma túy cả. Ông ấy bị ám sát là do có người bên phía sở cảnh sát yêu cầu. Vì chỉ là người được chỉ đâu đánh đấy, nên Armando không biết danh tính kẻ đó. Thế nhưng anh ta đã nhìn thấy mặt hắn ta một lần. Mai và Marcus lúc này rất hoang mang. Họ không ngờ được là trong nội bộ của cảnh sát lại có kẻ phản bội. Trong lúc đó, lão đầu bạc cùng đồng bọn đang cố gắng hết sức để xâm nhập vào những thiết bị lưu trữ của đại úy Howard. Muốn tìm kiếm tài liệu gì đó trong đây.
Khi chúng vừa xâm nhập được vào máy tính cá nhân của ông, thì nó đã kích hoạt quá trình tự động gửi tin nhắn. Một đoạn video được gửi đến điện thoại của Marcus, trong đó là hình ảnh của đại úy Howard. Xin chào, nếu các cậu nhìn thấy video này thì chắc là tôi đã gặp chuyện gì không may rồi. Nhưng mà có kẻ phản bội trong sở cảnh sát, đừng tin tưởng bất cứ ai. Lần theo các thông tin có được trong video vừa rồi, bộ đôi của chúng ta tìm đến một anh chàng da đen cao to để hỏi thăm. Anh ta nói rằng đại úy Howard đang thực hiện một kế hoạch lớn, thế nhưng sợ hai cậu biết sẽ nguy hiểm nên đã liên lạc với tôi. Vậy nên tôi đã bảo vệ những thông tin đó ở nơi rất an toàn. Còn chưa nói hết câu chuyện thì một viên đạn xuyên thẳng qua trán của anh ta. Hóa ra lão đầu bạc đã dẫn đàn em đến đây để bịt đầu mối. Trong tình cảnh rất hỗn loạn này, Mai và Marcus cũng lập tức rút súng ra để chống trả. Chú hề Marcus lâu nay bị cấm túc không được ăn vặt, nay nhân cơ hội mới bú được tí tinh đỏ thì như sạc đầy năng lượng. Như một vị thần đứng phắt dậy, hai tay hai súng bắn thẳng về phía kẻ địch. Đám tay sai của lão đầu bạc cũng bị khí thế ngút trời của đấng dọa cho mà Camerun. Không sợ thằng mạnh, chỉ sợ thằng liều. Thế nên đành quay đầu mà bỏ chạy. Bộ đôi nam chính của chúng ta vẫn không buông tha cho chúng, đuổi theo lên tận đường cao tốc. Mai nhìn thấy bạn mình máu chiến quá thì cũng hơi lo lắng nhưng cũng chẳng làm gì được. Có vẻ như cưới vợ vào cái là sức khỏe đi xuống hay sao ấy, mới chạy có một đoạn mà anh đã không thở nổi. Đúng lúc này lão đầu bạc còn lao xe đến muốn tông thẳng về phía Mai. May sao mà Marcus đã không ngại nguy hiểm lao ra cứu anh một mạng. Nhưng cũng vì thế mà lão đầu bạc cùng với đám tay sai đã trốn thoát được. Cảnh sát ngay sau đó cũng đã đến và phong tỏa hiện trường. Mai nói với Rita rằng em thật sự nghĩ là đại úy Howard ngu ngốc đến mức tạo một tài khoản bằng tên riêng của mình rồi dùng nó để giao dịch với băng đảng ma túy không? Rõ ràng là ông ấy đang bị vu oan. Rita cũng rất hiểu rõ đại úy Howard, thế nhưng cô chỉ tin vào bằng chứng xác thực mà thôi. Lúc này một đàn em của Mai đến và nói rằng tất cả camera an ninh xung quanh đây đều đã bị vô hiệu hóa trước đó, nên chẳng tìm được manh mối gì. Một người khác thì phát hiện được bên trong những bức ảnh ở đây dường như đang ẩn chứa một mã QR code. Sau khi giải mã, họ thu được một video khác của đại úy Howard để lại. Trong nó nói rằng nội bộ phía cảnh sát và các quan chức đang có người bắt tay với băng đảng buôn ma túy. Đại úy Howard đã âm thầm điều tra việc này cách đây 9 năm rồi, và toàn bộ thông tin hồ sơ đã thu thập được ông đều cất giấu ở một nhà kho tại Haiti. Với nó thì có thể vạch trần được đám tham quan kia. Vì đây là việc hết sức bí mật, thế nên Mai chỉ nói với hai người đàn em thân cận này, yêu cầu họ tìm kiếm chỗ hồ sơ tài liệu kia càng sớm càng tốt. Phía trong nhà tù nơi Armando bị giam giữ, lúc anh đang tập hít xà đơn thì nhận thấy xung quanh xuất hiện mấy kẻ có biểu hiện khác thường. Biết chúng chẳng có mục đích tốt đẹp gì, Armando vẫn bình tĩnh đi đến rồi dùng áo của mình quấn quanh mấy cục tạ. Sau đó chủ động mà tấn công bọn chúng trước. Đám này được cử đến để ám sát Armando nhưng chúng chắc không biết được anh trước đây cũng chính là sát thủ thuộc dạng có số má chứ chẳng chơi. Trong lúc chuẩn bị kết liễu thêm thằng khác thì phía cảnh sát trại giam ập vào khống chế anh. Mai biết tin nên đã đến gặp Rita, nói với cô ấy rằng đám người kia muốn ám sát con trai tôi chắc chắn vì nó có thể chứng minh đại úy Howard vô tội. Đại úy Howard chết vì sắp điều tra ra được những kẻ tham ô trong nội bộ chúng ta. Và Armando có thể xác định được kẻ đã ra lệnh ám sát ông ấy. Mai cũng đề nghị người yêu của Rita là ngài thị trưởng hãy cho phép di chuyển Armando từ trại giam đến một nơi an toàn tại Miami. Lúc đó sẽ tìm hiểu thêm thông tin, có thể lần ra được thêm manh mối. Thị trưởng cũng không suy nghĩ nhiều, đồng ý cho Mai thực hiện việc này. Ngay sau đó, anh cùng Marcus đã đến nhà tù để áp giải Armando về Miami. Trước khi lên trực thăng, để an toàn nên cả hai phải giao nộp vũ khí của mình. Nhưng có cho thêm tiền thì họ cũng không thể ngờ được rằng chủ mưu của tất cả mọi việc, lão đầu bạc cũng xuất hiện trên chuyến bay này. Chưa bay được bao lâu, lão ta đã lộ bộ mặt thật. Huy hiếp và bắt phi công phải thông báo về trung tâm chỉ huy rằng Mai và Marcus đã cướp trực thăng để giải cứu tù nhân. Sau đó lão đầu bạc cùng đàn em đeo mặt nạ, cầm lấy súng của Mai lao ra mà hạ sát hai viên cảnh sát đi cùng đoàn. Nam chính của chúng ta thấy thế thì mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng ngay lập tức lao lên mà tấn công kẻ địch. Hai bên giằng co một thôi một hồi, chiếc trực thăng mất lái đang bổ nhào xuống mặt đất. Lão đầu bạc nhân cơ hội mà nhảy dù ra được bên ngoài để thoát thân. Trước đó còn khiến lồng giam của Armando bị tuột xích mà văng ra ngoài. Trong tình cảnh căng thẳng đó, Marcus vội vàng dùng hết sức lực để giữ lấy chiếc lồng. Còn Mai thì tranh thủ mà lấy chìa khóa trên người của mấy tên cảnh sát. Phải vất vả lắm thì mới cứu được Armando ra trước khi chiếc lồng rơi ra ngoài. Bọn họ nhanh chóng vào buồng lái, cố gắng điều khiển để chiếc trực thăng có thể hạ cánh một cách an toàn. Ông bà tổ tiên gánh còng lưng, chiếc máy bay đâm sầm xuống một con sông, nhờ đó mà cả ba người đều bình an vô sự. Thế nhưng do trước đó lão đầu bạc đã giở trò vu khống cho nhóm Mai cướp trực thăng, nên giờ đây họ đã trở thành đối tượng truy nã của tất cả cảnh sát liên bang. Judy khi nghe tin kẻ thù sát hại bố mình đã trốn thoát được thì vô cùng tức giận, ra lệnh huy động toàn bộ nhân lực để truy đuổi ba nghi phạm. Lão đầu bạc bên đây nghe tin nam chính của chúng ta vẫn sống sót thì không ngạc nhiên cho lắm. Còn treo thưởng 5 triệu đô la cho bất cứ băng đảng nào bắt được hai anh, không quan tâm sống chết. Trong rừng, ba người sau nhiều ngày chạy trốn cuối cùng cũng tìm được một khu trại ở đây. Mai và Marcus đang tranh thủ chôm mấy bộ quần áo để thay thì đột nhiên bị chủ nhân nơi này phát hiện. Đứng trước đối phương đang cầm hẳn hai khẩu hoa cải chĩa vào mình, hai ông anh này chẳng dám liều lĩnh phản kháng. Lớ ngớ người lại thủng lỗ chỗ như vòi hoa sen ngay chứ chả chơi.
Trong lúc tình hình căng như sợi bún thì may có Amado bên đây đã lẻn vào trộm được một chiếc xe ô tô, rồi phóng tới đón Mai và Marcus bỏ trốn. Họ đi mãi đến lúc vừa vào thành phố được một đoạn thì chiếc xe chết máy ngay giữa đường. Lúc này cả bọn đều chưa biết rằng mình đang bị truy nã gắt gao thế nào, nên đã vô tư mà tìm đến một người bạn cũ để nhờ giúp đỡ. Người đó chính là chủ nhân của hộp đêm này, sau khi nghe Marcus trình bày hoàn cảnh thì cũng gật gù, nói rằng sẽ đồng ý giúp đỡ họ nhưng với điều kiện là Mai phải vét máng cho cô ta. Holy shit, mới nghe thôi đã thấy có mùi rồi đấy. Chắc là vì sợ khắm nên Mai đã lập tức từ chối. Marcus bên đây thì khuyên rằng chỉ cần nhắm mắt thôi, tắt điện thì nhà ngói cũng như nhà tranh mà. Thế nhưng tôi đã có vợ rồi, không thể đi húp hào dạo thế này được. Khi họ chuẩn bị rời đi thì ai ngờ bị người bạn kia rút súng ra khống chế. Thì ra cô ta cũng muốn bắt nhóm của Mai vì số tiền thưởng 5 triệu đô la. Tự nhiên chui đầu vào giỏ, đúng là xui hết chỗ nói. Lúc bị bọn chúng áp giải ra xe thì lại bất ngờ bị một băng nhóm khác tấn công. Rõ ràng là các băng đảng trong thành phố lúc này muốn xâu xé nhau để cướp tiền thưởng đây mà. Marcus nhanh trí nhấn ga, không cần quan tâm cái gì trước mặt, cứ gặp là đâm, thích là đụng. Thế nhưng dưới sự tấn công của kẻ địch, chiếc xe đang dần bốc cháy. Amado đập cửa sau để nhảy ra thì mới biết cảnh sát cũng đang dí sát nút rồi. Judy thấy Amado thì như thấy tử thù, không ngần ngại mà nổ súng. Chiếc xe của nhóm Mai thì vừa phóng vừa bốc cháy dữ dội, cuối cùng vẫn phải mạo hiểm mà nhảy ra ngoài trước khi nó phát nổ. Thoát được nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc, cả nhóm sau đó phải lập tức đi tìm chỗ trốn. Họ tìm đến nhà của hai người đàn em thân thiết, nhưng đúng lúc hai người này mới chơi trò đẩy xe bò với nhau xong. Tình huống này có chút ngại ngùng rồi, nhưng bỏ qua mấy chuyện tiểu tiết này đi, quan trọng là hai người đàn em này đã lấy được tài liệu mà đại úy Hoa Út để lại. Thế là cả nhóm cùng nhau điều tra phân tích xem có tìm được chút manh mối nào không. Mất gần cả một ngày thì cuối cùng Amado cũng tìm thấy một bức ảnh quan trọng. Sau khi phóng to, anh nhận ra ngay đó là kẻ đã ra lệnh ám sát đại úy Hoa Út. Không ai khác lại đúng là lão đầu bạc. Lão ta tên thật là James McGrath, cựu thành viên của đội cảnh sát phòng chống ma túy, nhưng sau này đã chuyển qua làm lính đánh thuê. Có được thông tin quan trọng này, Mai lập tức rút điện thoại ra mà thông báo cho Rita, nói rằng đã tìm được kẻ đứng sau những chuyện này, còn có cả hồ sơ tài liệu mà đại úy Hoa Út đã thu thập trong gần 10 năm qua nữa. Sáng mai anh sẽ đem đến giao cho cô. Nhưng ngay trong đêm đó, qua màn hình camera giám sát thì họ lại phát hiện ra lão đầu bạc đang cử sát thủ đến tấn công nhà của Marcus. Trong lúc nguy cấp này, Marcus đã gọi điện cho con rể của mình. Nghe này, có một nhóm người đang đến bên ngoài, hãy đưa cả nhà đến nơi an toàn đi. Người con rể này của anh là lính thủy quân lục chiến, sau khi nghe tin thì lập tức dẫn mẹ và vợ trốn vào tủ quần áo. Còn mình thì mở tủ lấy súng, sẵn sàng đối phó với kẻ địch. Nhóm của Marcus ngồi bên đây theo dõi qua màn hình máy tính mà còn căng thẳng hơn xem chung kết cúp C1, chỉ biết suýt xoa trầm trồ. Con rể của anh một mình cân cả hơn 20 tên sát thủ nhưng vẫn không hề nao núng. Lần lượt từng tên một bị hạ gục, xong xuôi còn nghiêm túc mà chào ông bố vợ một cái. Marcus được fan nở mày nở mặt, đúng là có đứa con rể đáng đồng tiền bát gạo. Mai lúc này thì cũng đang rất hoảng hốt, liên tục gọi về cho vợ mình mà cô ấy không bắt máy. Bên đây, vợ của Mai ra mở cửa thì thấy con gái của Judy đến chơi. Còn chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy lão đầu bạc dẫn đàn em đến và bắt cả hai cô cháu đi. Lão ta cầm điện thoại, nói với Mai rằng nếu không giao Amado và tập tài liệu của đại úy Hoa Út ra thì đừng mong gặp lại vợ mình nữa. Lúc này Mai mới kịp nhận ra rằng tại sao lão đầu bạc lại luôn đi trước bọn họ một bước. Cứ như có kẻ đã báo trước cho lão ta vậy. Người duy nhất mà Mai báo tin chỉ có Rita mà thôi, nhưng anh biết rõ cô ấy không thể nào là kẻ phản bội được. Marcus lập tức nảy số, thế thì là thằng người yêu của cô ấy chứ còn ai vào đây nữa. Vậy nên Mai đã gọi điện nói với Rita chuyện này. Mặc dù sững sờ, thế nhưng cô vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì. Sau khi cùng người yêu vào thang máy, cô giật phát điện thoại của hắn ta để kiểm tra. Tên người yêu lúc này biết đã bị lộ, thế nên cũng lập tức mà trở mặt. Cả hai giằng co một trận trong thang máy. Thế nhưng phận là con gái liễu yếu đào tươi, sao có thể chống lại được thằng đàn ông vai u cơ bắp được. May mà phút cuối lại có hai người đàn em đến giải cứu kịp thời, không thì cũng về với mười phương chư Phật rồi. Khi tập hợp lại với nhau, Mai có bài phát biểu với mọi người. Tôi không tin bất cứ ai ngoài những người ở đây, thế nên chiến dịch lần này sẽ không có cảnh sát, không có đội đặc nhiệm. Chỉ có chúng ta tự thân vận động mà thôi. Sau đó họ dùng phần mềm giả giọng nói, rồi lấy điện thoại từ tên người yêu của Rita để gọi cho lão đầu bạc. Đánh lừa rằng bọn chúng đã bị phát hiện, sáng mai sẽ đem trực thăng đến để dẫn cả bọn trốn sang Cuba. Xong xuôi thì nhóm Mai cũng lập tức lên đồ, chuẩn bị phương án hành động. Khi đến nơi, Mai và Marcus dẫn theo tên người yêu của Rita ngồi trên máy bay. Amado thì lặn xuống nước tiếp cận vào căn cứ của kẻ địch. Còn Rita cùng hai người đàn em sẽ điều khiển máy bay không người lái hỗ trợ từ phía sau. Ban đầu thì mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp, Mai từ trong máy bay đã sẵn sàng mà tỉa bay sọ của kẻ địch. Thế nhưng đến lúc quyết định thì anh lại bị chùn, cứ sợ bắn nhầm vào vợ mình thì sẽ ám ảnh cả đời mất. Thế nên đã vụt mất cơ hội tốt nhất để tiêu diệt lão đầu bạc. Bên đây, lão đầu bạc đúng là một con cáo già, rất nhanh đã phát hiện được có điều gì không đúng, nên đã ra lệnh cho đàn em đi kiểm tra xung quanh. Khi một tên đang tiến lại gần chỗ mình đang trốn, Amado bắt buộc phải nổ súng trước.
Thế là kế hoạch ban đầu coi như đổ bể, lúc này họ đành phải tùy cơ ứng biến thôi. Mai và Marcus thì đang bị tay bắn tỉa dí cho không ra khỏi máy bay được. Thì một chiếc drone bay đến thả xuống một quả bom, tiễn tay bắn tỉa về nơi Tây Phương Cực Lạc. Hai chàng trai của chúng ta chớp cơ hội mà xông ra, như chiến thần mà tấn công kẻ thù. Những chiếc drone tiên phong lao vào hang ổ của địch, vừa ném bom khói vừa đánh lạc hướng bọn chúng. Nhóm của Mai cũng chia ra, anh sẽ đi tìm vợ của mình cùng với Marcus. Còn Amado thì chịu trách nhiệm giải cứu con gái của Judy. Trong nhà kho lúc này hết sức hỗn loạn, đạn bay tứ tung. Kẻ địch cứ thay nhau mà về chầu ông bà. Marcus và Mai thì từ trước nay đã là cặp bài trùng rồi, xét về độ ăn ý thì khỏi phải bàn. Cả hai phối hợp nhịp nhàng như đẩy xe hàng. Vừa đuổi kịp vợ của Mai thì lại được lão đầu bạc tặng cho một quả lựu đạn. May mà né kịp chứ không thì phim hết ở khúc này rồi. Mai nhảy xuống làm tấm kính dưới chân bắt đầu nứt. Chúa hề Marcus bồi thêm cho phát nữa, thế là báo hại cả hai rơi xuống dưới nước. Đến lúc vừa kịp định thần lại thì phát hiện ra là có một con cá sấu siêu to khổng lồ đang tiến về phía họ. Marcus lúc này cố gắng tâm sự với nó. Người ta bảo nói chuyện là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề mà. Nhưng chưa kịp nói quá ba câu thì con cá sấu đã lao lên mà đớp cho anh ta một phát. May mà có Mai dùng thanh sắt bên đây tấn công, khiến nó đau quá mà bỏ đi. Trong lúc đó, Amado đang phải dốc hết sức mà bảo vệ con gái của Judy. Một mình anh tay không chống lại kẻ địch, bằng mọi giá không thể để chúng làm cô bé bị thương. Khi hạ gục được tất cả kẻ địch thì anh cũng kiệt sức mà ngã xuống. Con gái của Judy nhìn kẻ thù giết ông ngoại của mình đổ gục trước mặt thì định mặc kệ mà quay lưng bỏ đi. Nhưng nghĩ lại thì dù gì anh ta cũng vừa cứu mình, thế nên đổi ý mà trở lại dìu Amado cùng rời đi. Trong khi Mai đang lần theo dấu vết của vợ mình, thì Sukarna thế nào mà Marcus lại bị lão đầu bạc khống chế rồi. Lão đầu bạc đem bạn thân và vợ của Mai ra để uy hiếp, bắt anh phải chọn một trong hai. Thế nhưng lão này làm thế là chưa hiểu cặp đôi bad boy này thế nào rồi. Mai vẫn có cách để cứu được cả hai người, mặc dù có hơi thiệt thòi cho Marcus một chút. Lão đầu bạc ngay sau đó thì cũng ăn kẹo đồng mà về chầu ông bà tổ tiên. Lúc này thì bên cảnh sát do Judy dẫn đầu cũng đã tìm đến được đây. Khi vừa nhìn thấy Amado, cô ấy đã không ngần ngại mà nổ súng. Nhưng con gái của Judy đã vội vàng đứng ra ngăn cản. Dừng lại đi mẹ, anh ta vừa mới cứu mạng con đấy. Hoàn cảnh lúc này đúng là rất khó xử cho cô, kẻ từng sát hại bố mình, nhưng nay lại cứu con gái của mình. Phải làm sao đây, nên bắn hay không? Cuối cùng Judy vẫn chọn tha thứ cho Amado, mối thù nên chấm dứt ở đây là được rồi. Đưa anh ta cút khỏi đây đi, trước khi tôi đổi ý. Thế là cô ấy đã nhắm mắt làm ngơ để Amado trốn thoát chứ không bắt anh quay lại nhà tù. Cuối cùng thì vụ án cũng kết thúc, những kẻ tham nhũng và cấu kết với băng nhóm ma túy bị điều tra ra. Còn đại úy Howard thì được minh oan, trả lại sự trong sạch. Thế là hết, đây là bộ phim hành động hài có tên Những Gã Trai Hư phần 4, chơi hay bị sơi. Hiện đang được chiếu tại rạp. Theo tôi đây là một bộ phim rất đáng xem, đối với người đã từng theo dõi những phần trước hay chưa. Những pha hành động rất mãn nhãn, từ bắn súng hay đấm đá đều rất ổn áp. Chúa hề Marcus thì vẫn giữ vững phong độ với những pha tấu hề mặn hơn nước biển. Đại khái là nên xem, sẽ không phí tiền để ra rạp xem đâu. Cá nhân tôi đánh giá bộ phim này ở mức 8 trên 10. Thế nhé, video hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ ông bố bỉm sữa khốn khổ này nhé. Chào thân ái và quyết thắng.